Ngọc Dung xin thân ái kính chào quý khán thính giả đến với điểm tin thế giới. Kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. Liên minh 10 tổng trưởng lý thông báo gian lận bầu cử lên tối cao pháp viện Mỹ ngày 9 tháng 11 giờ của Mỹ. Liên minh 10 tổng trưởng lý của các bang thuộc Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ đã thông báo về việc đệ trình một bản tóm tắt tình trạng lên tối cao pháp viện. Thay mặt cho Hiệp hội Tổng trưởng lý Đảng Cộng Hòa được viết tắt là RAGA, theo quyết định của Tòa án tối cao Pennsylvania về vụ kiện của Đảng Cộng Hòa đối với các cáo buộc gian lận lá phiếu qua thư của bang Pennsylvania theo Red Stare. Nỗ lực được Tổng trưởng Lý Missouri Eric Smith dẫn đầu bao gồm các bang Kentucky, Oklahoma, Alabama, Louisiana, Arkansas, Mississippi, South Carolina, South Dakota, Texas và Florida. Một phần tuyên bố do Văn phòng Tổng trưởng lý Missouri đưa ra. Một liên minh gồm 10 Tổng trưởng lý tiểu bang do Tổng trưởng lý bang Missouri Eric Smith dẫn đầu hôm nay đã đệ trình một bản tóm tắt tình tiết lên đảng cộng hòa pennsylvania thúc giục tối cao pháp viện hoa kỳ cấp giấy chứng nhận và đảo ngược quyết định của tối cao pháp viện pennsylvania cho phép nhận các lá phiếu qua đường bưu điện ba ngày sau ngày bầu cử ngay cả khi không có dấu bưu điện bản tóm tắt tình tiết bắt đầu bằng quyết định của tòa án tối cao pennsylvania đã vượt quá trách nhiệm của họ theo hiến pháp xâm phạm quyền hạn của cơ quan lập pháp Pennsylvania và vi phạm ngôn ngữ đơn giản của điều khoản bầu cử. Ông Biden thúc đẩy chuyển giao quyền lực nhưng không được chấp nhận. Nhóm vận động tranh cử của ông Joe Biden đã cố gắng thúc đẩy cơ quan dịch vụ Cộng hòa Kỳ được viết tắt là GSA chấp thuận việc chuyển giao quyền lực tổng thống nhưng đã bị từ chối. GSA cho biết việc chuyển giao quyền lực vẫn chưa được xác định. Pamela Pennington, phát ngôn viên của GSA, nói với Market Watch trong một email chưa có xác nhận nào được đưa ra. GSA và quản trị viên của nó sẽ tiếp tục tuân thủ và thực hiện tất cả các yêu cầu theo luật. Hiện tại GSA tiếp quyết định từ chối không gian văn phòng liên bang của nhóm chuyển tiếp Biden và gần 10 triệu đô la tài trợ cho nhân sự và các nhu cầu khác, giám đốc của cơ quan GSA, Emily Murphy, cho hay quá trình chuyển giao quyền lực tổng thống chỉ được bắt đầu khi ứng cử viên được lựa chọn rõ ràng theo đúng thủ tục do hiến pháp quy định. Chính phủ sắp tới sẽ có khoảng 2 tháng để thiết lập Nội các trước ngày 20 tháng 1. Bang Bihar ở Ấn Độ, bầu thủ hiến ở bang nghèo nhất của Ấn Độ, một cuộc bầu cử phức tạp đang diễn ra êm đẹp. Bihar bỏ phiếu theo từng giai đoạn từ cuối tháng 10, các lá phiếu cuối cùng đã được bỏ vào thứ bảy. Với các cuộc thăm dò cử tri sau bầu cho thấy một kết luận ấn tượng hôm nay, người Ấn Độ hồi hộp chờ đợi kết quả. Dân số 124 triệu đang phát triển nhanh chóng của bang này bị thu hút bởi Tazaswi Zavad Zadav, con trai của cựu thủ hiến Baiha từng ngồi tù, Lalu Prasad Zadav, người cũng đang dẫn dắt một liên minh rộng lớn. Ông có thể thay thế Nitish Kumar, người đương nhiệm lâu năm, mà hiện là đồng minh của thủ tướng narendra modi bất khả chiến bại ở cấp toàn quốc ông modi luôn chiến đấu hết mình để có thể thắng các cuộc bầu cử bang vì bang kiểm soát các ngân sách quan trọng nhất thủ tướng đã cảnh báo người Baha rằng ông jadav đã mang lại sự hỗn loạn kiểu chính quyền rừng rậm của cha ông ta ông jadav có một thông điệp đơn giản hơn, ông sẽ tạo ra việc làm những mảng mà ông Kuma đã thất bại. Các cử tri lớn tuổi ủng hộ ông Kuma, nhưng những người trẻ tuổi khao khát công việc, thích đối thủ của ông hơn. Macbook chuyển sang dùng chip Apple tự sản xuất Kể từ 2006, Apple đã dựa vào Intel để gắn các bộ xử lý vào các máy tính của mình, Hôm nay điều này thay đổi. Các máy tính sách tay mới mà Apple dự kiến sẽ trình làng về cơ bản không thay đổi so với các mẫu cũ, chỉ trừ một ngoại lệ đáng chú ý. Chúng sẽ chạy trên những con chip được sản xuất cây nhà lá vườn chứ không phải bởi gã khổng lồ bán dẫn các con chip mới và để hiểu đành đi, điều hành đi kèm, giúp máy tính sách tay của Apple trở nên giống iPhone và iPad vốn chạy trên bộ vì xử lý tự sản xuất. Điều này cho phép máy tính sách tay chạy các ứng dụng hết hiệu năng được thiết kế cho các thiết bị đó. Mặc dù Apple tiếp tục bán máy Mac với chip Intel trong tối đa 2 năm, công ty vẫn có thể gặt hái ngay lập tức một lợi ích thoát khỏi lịch trình chậm trễ của Intel. Bản phát hành lớn cuối cùng của nhà xuất bản chip vốn lên kế hoạch cho năm 2015, ra mắt trễ hơn 4 năm. Thế hệ chip mà công ty hiện đang phát triển chậm hơn một năm so với mục tiêu phát hành ban đầu, giờ đây đến lượt Apple cho thấy họ sẽ tự đặt ra tốc độ cho mình. Tòa tối cao Mỹ giải quyết một vụ kiện về bảo hiểm y tế. Hôm nay, Tòa án tối cao Hoa Kỳ xét vụ xử vụ kiện California và Texas theo đó có nguy cơ hủy bỏ đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng được viết tắt là ACA năm 2012. Tránh án John Roberts đã ra một phán quyết theo tỷ lệ 5 và 4 tán thành yêu cầu của ACA rằng hầu hết người Mỹ phải mua bảo hiểm y tế, tách sạch cùng 17 tiểu bang, cho rằng yêu cầu này cùng với phần còn lại của luật là vi hiến khi quốc hội giảm hình phạt tài chính xuống còn 0 đô la vào năm 2017. Hạ viện và một nhóm gần 20 tiểu bang cho rằng các nguyên đơn không có tư cách để kiện, đồng thời bảo vệ việc điều chỉnh mức phạt xuống này như một sự thực thi hợp. Pháp quyền lực với quốc hội, vụ kiện có thể sẽ dẫn đến câu hỏi liệu việc cắt bỏ một phần của luật có xóa bỏ mọi phần còn lại hay không thẩm phán mới Amy Coney Barrett đã chỉ trích quyết định của tranh án Roberts vào năm 2012 là không chính đáng, nhưng nhấn mạnh trong phiên điều trần phê chuẩn tại Thượng viện của bà rằng các vấn đề của vụ California và Texas là khá khác biệt. Bảo hiểm y tế cho khoảng 23 triệu người Mỹ giữa đại dịch vẫn chờ được định đoạt. Thị trường lao động Anh vẫn mong manh. Các nhà kinh tế học đã theo dõi sát sau ảnh hưởng của đại dịch khi số liệu thống kê thị trường lao động anh được công bố hôm nay, nhờ phần lớn vào chương trình trả lương hộ của chính phủ, tỷ lệ thất nghiệp cho đến nay vẫn ở mức thấp đáng kể, 4,5%, nhưng điều này có thể chỉ là nói giảm mức độ thiệt hại trong thông cáo tháng trước văn phòng thống kê quốc gia cho biết số lượng nhân viên được trả lương đã giảm 673.000 người từ tháng 3 đến tháng 9. Sự sụt giảm đó có thể đã tăng nhanh vào tháng 10 khi các lệnh phong tỏa khu vực được đặt ra và một số công ty sa thải công nhân. Vì dự đoán chương trình trả lương sẽ kết thúc đúng hạn, Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak kể từ đó đã đảo ngược quá trình và cho kéo dài kế hoạch đến tháng 3. Tuy nhiên, với việc nền kinh tế dự kiến suy giảm hơn 10% trong năm nay, theo IMF, tỷ lệ thất nghiệp sẽ tiếp tục tăng. OECD, một tổ chức liên chính phủ, cho rằng tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên 7,1% vào năm 2021. Fox News, kiểm duyệt ý kiến tố cáo gian lận bầu cử. Newsmax cho hay, trong động thái mới nhất để bảo vệ ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden. Fox News đã cắt bỏ đoạn phát biểu của thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc, Kayleigh McEnany, và cuộc họp báo của chiến dịch Tổng thống Trump hôm 9 tháng 11 nêu ra bằng chứng về gian lận bầu cử. Không giống như các đối thủ của chúng tôi, chúng tôi không có gì phải che giấu. Bà Mike Inani nói với các phóng viên khi Fox News cắt sóng buổi họp báo. Fox News cho rằng chiến dịch tổng thống Trump không đưa ra được bằng chứng nào về cáo buộc gian lận bầu cử. Mike Inhani nói với các phóng viên: "Chúng tôi đang đấu tranh cho quyền lợi của tất cả người Mỹ có đức tin và niềm tin không chỉ vào cuộc bầu cử này mà còn nhiều cuộc bầu cử tiếp theo." chỉ có một đảng ở Mỹ phản đối xác định danh tính cử tri, phản đối việc xác minh chữ ký, quốc tịch, cư trú, tư cách hợp lệ. Chỉ có một đảng duy nhất ở Mỹ cố gắng ngăn cản các quan sát viên vào phòng kiểm phiếu, và đảng đó là đảng, đảng đó là đảng Dân Chủ. Thư ký Tòa Bạch Ốc nói tiếp, lập trường của chúng tôi rất rõ ràng. Chúng tôi muốn bảo vệ quyền bầu cử của người dân Mỹ. Chúng tôi muốn có một con số trung thực chính xác, hợp pháp. Chúng tôi muốn minh bạch tối đa. Chúng tôi muốn mọi phiếu bầu hợp pháp đều được tính và chúng tôi muốn loại bỏ phiếu bầu bất hợp pháp. Chiến dịch Tổng thống Trump khởi kiện giới chức tiểu bang Pennsylvania. Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump hôm 9 tháng 11 đệ đơn kiện lên tòa án Pennsylvania nhằm ngăn giới chức bang công nhận chiến thắng của đối thủ Joe Biden theo Reuters đơn kiện do chiến dịch tái tranh cử của tổng thống donald trump và hai cử tri đưa ra cáo buộc hệ thống bỏ phiếu qua thư của pennsylvania thiếu tất cả các dấu hiệu về tính minh bạch và khả năng xác thực giống như bỏ phiếu trực tiếp đơn kiện cũng tố các quan chức pennsylvania vi phạm hiến pháp mỹ khi tạo ra hệ thống bỏ phiếu hai tầng bất hợp pháp trong đó hình thức bỏ phiếu trực tiếp bị giám sát nhiều hơn so với bỏ phiếu qua thư bị đơn trong vụ kiện là Ngoại trưởng tiểu bang Cathy Bookvar và hội đồng bầu cử ở các hạt ngã về phe dân chủ gồm Philadelphia và Pittsburgh. Mỹ chế tài bốn quan chức Trung Quốc về cuộc đàn áp tại Hồng Kông. Reuters đưa tin chính quyền Mỹ hôm 9 tháng 11 áp đặt chế tài đối với bốn quan chức Trung Quốc làm việc tại các cơ quan quản lý và an ninh Hồng Kông vì đã tham gia đàn áp những người bất đồng chính ý kiến tại thuộc địa cũ của Anh. Bốn người này bao gồm Phó Giám đốc Văn phòng Hồng Kông, Phó Ủy viên Cảnh sát tại Hồng Kông và hai giới chức thuộc Văn phòng An ninh Quốc gia. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết việc trừng phạt này là dựa trên vai trò của họ trong một việc thi hành luật an ninh mới của Hồng Kông. Ông nói những người này sẽ bị cấm đến Mỹ và bất cứ tài sản nào của họ ở Mỹ sẽ bị phong tỏa. Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố những hành động này đều bật quyết tâm của Mỹ quy trách nhiệm cho những nhân vật chủ chốt tích cực, hủy hoại tự do của người dân Hồng Kông và phá hoại nền tự trị của Hồng Kông. Kính thưa quý khán giả, Điểm tin thế giới đến đây xin chấm dứt. Ngọc Dung xin thân ái kính chào tạm biệt quý khán thính giả và xin hẹn lại trong chương trình kỳ tới. Kính chúc quý vị một ngày thật an lành và hạnh phúc và chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện cho tổng thống đương nhiệm của chúng ta là tổng thống Donald Trump, một người chỉ có thể giúp chúng ta đánh đuổi tụi trung cộng cộng sản ra khỏi nước và sẽ cứu nước mỹ này trở thành một nước mỹ cường quốc một lần nữa chúng ta hãy cầu nguyện cho ngài để đắc cử kỳ này chúng ta sẽ chiến thắng kính chúc quý vị một lần nữa thật là bình an và chúng ta sẽ chiến thắng